Hãy cùng chúng tôi cập nhật những kết quả mới nhất của đoàn thể thao Việt Nam trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng của ngày thi đấu chính thức thứ 6 tại SEA Games 32. Dương Thúy Vi là người đầu tiên mang về tin vui cho đoàn thể thao Việt Nam trong sáng ngày hôm nay ở môn ủ xu sau màn thể hiện xuất sắc ở hai nội dung thương thuật và kiếm thuật. Thúy Vi đạt số điểm 9,623 và dẫn đầu nội dung kiếm thuật nữ, cộng với nội dung thương thuật với số điểm 9,606 đã thi đấu ngày 10 tháng 5. Vận động viên sinh năm 1993 đã đoạt huy chương vàng ủ xu ở nội dung thương thuật và kiếm thuật nữ với tổng điểm 9,3145. Ngoài ra, trong buổi sáng ngày hôm nay, Hoàng Thị Phương Giang cũng đã thi đấu tốt để có được 9,463 điểm ở nội dung đao thuật và mang về tấm huy chương đồng. Ở môn điền kinh, Quách Công Lịch đã bước vào tranh tài tại vòng loại nội dung 400m rào nam. Xuất phát ở đường chạy số 4, Công Lịch đã có màn thể hiện xuất sắc để về nhất với thời gian 53:37, qua đó giành quyền tranh tài tại lượt chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều. Còn ở môn bóng rổ, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đã có màn giằng co quyết liệt với đội tuyển nữ Thái Lan và giành chiến thắng xít sao với tỷ số 75-72. Cùng với các đồng đội, Trương Thảo My góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại ở nội dung bóng rổ nữ năm đầu năm.